Thưa quý vị, biển đảo Việt Nam là tiếng gọi thiêng liêng, là nguồn cảm hứng và cũng là động lực mạnh mẽ để các văn nghệ sĩ sáng tác nên các tác phẩm văn học nghệ thuật. Chính vì thế mà trong thời gian qua, nền văn học Việt Nam nói chung, trong đó có văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, cũng có nhiều tác phẩm về đề tài này và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng. Và để hiểu rõ hơn về những sáng tác của các nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng về chủ đề biển đảo, ngày hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng với biển đảo. Đến dự buổi tọa đàm xin được giới thiệu nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, tổng biên tập tạp chí Non Nước, phó chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái và nhạc sĩ Lưu Văn Bình. Xin được cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng tôi. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái. Đôi nhóm được biết nhạc sĩ có khá nhiều các sáng tác về chủ đề biển đảo. Nhạc sĩ có thể chia sẻ là xuất phát từ đâu và từ khi nào nhạc sĩ có những ca khúc đầu tiên cho mình về chủ đề biển đảo ạ? Thì trước đây thì tôi đã có nhiều ca khúc về biển đảo, như ngay từ sóng đảo nhỏ yêu thương, nhưng thời kỳ đó thì đó là chỉ là những bản tình ca, những câu chuyện tình của biển và những bài ca ca ngợi vẻ đẹp của quê hương. Nhưng từ khi Hà Giang khoáng 91 đã đặt trái phép trên đất nước ta, rồi Trung Quốc từ vẻ đường được bò và có những thái độ hung hăng trên biển đối với ngư dân của chúng ta, thì rất nhiều tác giả trong cả nước, trong đó có tôi, đã sáng tác nhiều ca khúc về biển đảo để khẳng định chủ quyền của biển đảo của mình và còn nói lên tiếng nói chung của người dân. Vâng ạ, có rất là nhiều những nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp của biển cho đến những sự kiện trên biển cũng là những đề tài mà các nhạc sĩ sáng tác. Vậy thì nhạc sĩ có nhớ ca khúc đầu tiên và những cảm hứng đầu tiên một ca khúc về biển của nhạc sĩ là ca khúc gì không ạ? Tôi xin nói về bài hát đầu tiên sau của thời kỳ mà biển Đông dậy sóng, đó là bài sáng tác hướng về biển Đông cả nước sẵn sàng khi Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoang trái phép trên đất nước ta. Tôi còn nhớ cái cảm xúc mạnh liệt của nhân dân ta, những phong trào phản đối và gây cho tôi cùng những đồng nghiệp nhiều cái cảm xúc mạnh liệt để sáng tác về đề tài biển đảo, nói lên tâm tư tình cảm của những người cầm bút đối với chủ quyền của đất nước. Đó là bài gây cho tôi nhiều kỷ có cho tôi nhiều kỷ niệm trong một thời gian ngắn. Thứ bài hướng về biển Đông cả nước sẵn sàng đã đến với được đồng bào cùng chung. Vâng ạ, biển Đông chưa bao giờ lặng sóng, đó là cảm xúc mà đó là những điều mà chúng ta đều cảm nhận được cho đến ngày hôm nay, và nó luôn là mối quan tâm của các văn nghệ sĩ. Với nhạc sĩ Lưu Văn Bình thì sao ạ? Với cái tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo của mình, thì từ lâu, rất lâu là cái đề tài về biển xanh cũng như là cánh buồm, con sóng, rạn san hô là những cái hình ảnh mà có thể nói là một nguồn cảm hứng vô tận đối với các văn nghệ sĩ. Đặc biệt từ khi mà biển Đông dậy sóng á, thì không biết bao nhiêu tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời. Bản thân tôi thì mình cảm thấy chưa làm được gì nhiều, cho nên là cái đề tài về biển đảo cũng là một cái rai rứt, một cái nỗi trăn trở và là một tình cảm nóng bỏng trong tôi. Vâng, người ta nói trên mặt trận nghệ thuật thì các văn nghệ sĩ cũng trở thành những chiến sĩ, nhất là với những cái thời khắc lịch sử, những cái thời khắc mà chúng ta cần phải góp tiếng nói chung để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như là biển đảo của quê hương. Và không chỉ có các nhạc sĩ sáng tác các ca khúc về biển đảo, mà Đoàn Nhung được biết trong thời gian qua cũng có những tác phẩm văn thơ, thậm chí là hội họa cũng về đề tài này. Với nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm thì sao ạ? Nhà thơ đã có những bài thơ nào về biển, và thường thì cái cách tiếp cận đề tài về biển đảo của nhà thơ như thế nào ạ? Đối với tôi thì rất là yêu biển. Không biết sao mà từ khi còn học trong phổ thông á, cái câu chuyện mà truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ luôn luôn ám ảnh cả tuổi thơ tôi. Trong đó có chi tiết là 100 người con đấy, là có 50 người con lên núi và 50 người con xuống biển. Sau khi đọc xong truyện đó thì tôi cứ nghĩ mãi
50 người con mà theo Lạc Long Quân về biển đấy, thì bây giờ có lẽ có thể họ biến thành những nàng tiên cá rất là xinh đẹp. Có thể họ bây giờ là những chàng ít kiêu đang bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Và có thể họ hóa thành thành là những chiến sĩ ở Trường Sa vân vân, hoặc là những người ngư dân có đến cá. Cho nên 50 người con của Lạc Long Quân tôi thấy rất thú vị. Từ đó thì bản thân tôi thì phải nói rằng được sống ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, biển Đà Nẵng vô cùng đẹp, và cái nhu cầu đến với biển hàng ngày, và hàng ngày nó được ngập lặn trong cái biển quê hương của mình. Từ đó nó tạo cho tôi những cái gắn bó với biển, và nó tác động trực tiếp đến sáng tác của mình. Đồng về sáng tác về biển ấy, thì trước hết thì tôi ca ngợi cái vẻ đẹp của biển Đà Nẵng, nó cũng như là biển Việt Nam. Và tôi mô tả được những cái không gian văn hóa biển rất là rộng lớn. Đặc biệt vì tình yêu biển rộng lớn như thế, cho nên cái ý thức bảo vệ biển luôn luôn thường trực. Đặc biệt là như chúng ta biết là biển đảo của chúng ta luôn luôn nằm trong cái tư thế là bị xâm lược. Đặc biệt là nói như những gì khói, tức là khi tàu mà chiến tốc 1 của Trung Quốc xâm lấn, và trước đó là chúng ta đã bảo vệ mất cái đảo Gạch Ma và cái quần đảo Hoàng Sa bây giờ vẫn còn ở ngồi xa kia. Do đó tôi tập trung những cái sáng tác của mình tập trung về cái tình yêu Tổ quốc. Tôi có cái may mắn, tức là vào tháng 5 năm 2018 được thắp tùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đi thăm 12 đảo và cái giàn khoan DK1 của Trường Sa. Chuyến đi rất thú vị và giúp cho tôi cảm nhận thêm cái vẻ đẹp của biển và ý thức bảo vệ Tổ quốc của mình. Và trong thời gian đó thì tôi cũng có viết nhiều bài thơ về biển. Vâng ạ. Có thể nói không phải ai cũng có được cái may mắn để mà một lần đặt chân đến những hòn đảo tiền tiêu, đặc biệt là đến với Trường Sa của Việt Nam thân yêu. Chắc có lẽ khi mà đặt chân đến với cái nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mà nhiều cảm xúc như vậy, thì chắc hẳn là cũng sẽ có những mạch cảm xúc đặc biệt về biển đảo, có đúng không ạ? Và trong số những sáng tác đó thì nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm cảm thấy mình có rung động, có nhiều cảm xúc hay là tâm đắc nhất là với mình bài thơ nào ạ? Tôi vẫn tâm đắc nhất những bài thơ tôi viết lúc bây giờ, tức là lúc đấy giờ, tức là trong cái đoàn công tác có tổ chức cuộc thi thơ nội bộ ở trong cái đoàn tàu của mình. Lúc đó khoảng 200 người trong tàu đó, thì tôi được vinh dự đoạt giải nhất của cuộc thi mini đó, bài Cảm xúc biển tôi gửi, và bài Biển xanh và một số bài khác. Thì lúc đó tôi cũng được vinh dự lên nhận cái giải thưởng của ban tổ chức. Cái bài đó thì sau này tôi in trong cái tập những con mắt biển. Bây giờ nếu được thì tôi sẽ được đọc lại một vài câu để mà Đăng Nhung cũng đang chờ đợi và cũng đang rất là tò mò muốn được nghe những cái câu thơ đó. Và chắc hẳn là các vị khách mời của chúng ta, nhạc sĩ Nguyễn Chi Khoái, nhạc sĩ Lưu Văn Bình, có sẵn sàng để chúng ta nghe những đoạn thơ này không ạ? Xin mời. Nếu được thì nhạc sĩ Nguyễn Dư Khói và nhạc sĩ Lương Bình sẽ phối nhạc. Dạ vâng ạ, biết đâu những nguồn cảm hứng này lại trở thành những nguồn cảm hứng, những cái động lực cho nhau để có một cái ca khúc nào đó từ bài thơ này thì sao ạ? Tôi xin đọc bài thơ này. Chiều chiều về với biển, triền cát xưa yên dấu bước chân nâu. Và sóng xanh thịt da muối mặn, sóng vỗ tắt lòng, lớp lớp sóng về đâu. Đây bán đảo Sơn Trà, trường mình ngăn sóng cả. Kia ngũ hành sơn năm ngọn vọng trùng khơi. Những đôi mắt ngư dân căng tràn ánh sáng, đoàn tàu vươn xa xé sóng đến chân trời. Biển Tổ quốc, biển của cháu con Âu Cơ, Lạc Long Quân dũng mãnh. Biển của Triệu Yết Kiêu trong tư thế sẵn sàng. Mũi biển Đông thông qua tim dân Việt, có xá gì bảo nổi với cùng phong. Đất nước trăm con sông đều sẽ đường hướng biển, trong ngọn núi Trường Sơn đâu đấu phía Trường Sa. Chiều chiều bước chân tôi thông dong trên cát, nghe mũi biển Đông thấm mặn thịt da mình.
xin chia sẻ với các anh em. Vâng ạ. Thực sự với một bài thơ không quá dài, trong đó thì chúng ta cảm nhận, riêng Đoàn Nhung thì Đoàn Nhung cảm nhận ở trong bài thơ này có vẻ đẹp của quê hương, của biển đảo quê hương, có những câu chuyện cổ tích gắn liền với bài thơ, và có cả những cảm xúc của mỗi người con dân Việt Nam khi mà đặt chân đến cái nơi thực sự là thiêng liêng của tổ quốc như thế. Không biết nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái cảm nhận như thế nào ạ? Liệu là sau bài thơ này nhạc sĩ nghe xong thì có giai điệu nào có thể vang lên và có sáng tác nào từ cảm hứng bài thơ này chăng? Hy vọng rằng là sau này có dịp thì sẽ phổ thanh ca khúc. Vâng, quả thực là chủ đề biển đảo đem đến rất là nhiều nguồn cảm xúc cho các văn nghệ sĩ, để cho các nghệ sĩ có thể thăng hoa trong các cái sáng tác của mình. Thưa nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, nhạc sĩ có nhận xét như thế nào về những ca khúc viết về biển đảo của giới nhạc sĩ của Việt Nam trong thời gian gần đây ạ? Trong gần đây là rất nhiều ca khúc về biển đảo, nhưng mà ngoài cái ca khúc và ca người vẻ đẹp quê hương thì hầu hết đều nói lên cái tinh thần yêu nước, yêu biển đảo của nhân dân ta, và cái ý chí cuột cường của cha ông cũng như cháu con sau này cương quyết bảo vệ tổ quốc. Rất nhiều bài hát ra đời như là Gần Lắm Trường Sa ơi, rồi Tiếng Biển, Tình Biển, rồi Tổ Quốc Nhìn Từ Biển, rồi là Nơi Đảo Xa, Cây Đàn Guitar Gia Cam. Rất nhiều bài hát về biển đảo nói lên tinh thần yêu nước và ý chí cuột cường của nhân dân ta trước để bảo vệ tổ quốc của mình. Và trong những cái bài hát đó thì tôi vẫn ấn tượng nhất là ca khúc Nơi Đảo Xa của Thế Song. Đó là bài hát vừa giai điệu mà đẹp, lời ca bay bổng mà ý chí, cái tinh thần yêu nước nói rất rõ, là thúc giục cho chúng ta là luôn có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mình. Vâng ạ. Nhắc đến ca khúc về biển đảo thì tự nhiên những giai điệu của ca khúc Nơi Đảo Xa cứ vang vọng trong đầu mỗi chúng ta, đúng không? Ít nếu như một lần được nghe Nơi Anh Đến Là Đảo Xa. Bài hát rất đẹp, bài hát rất đẹp. Vâng ạ. Thế còn nhạc sĩ Lưu Văn Bình thì sao ạ? Nhạc sĩ ấn tượng nhất với ca khúc nào ạ? Phải nói là quá là tuyệt vời. Trong những năm qua thì những ca khúc viết về biển đảo từ những cái tác phẩm của các nhạc sĩ gạo cội cho đến các tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ đã cho chúng ta một cái mảng ca khúc mà phải nói rằng vừa đa dạng phong phú về thể loại, nội dung, và nó mang cái tính văn học, tính nghệ thuật rất là cao. Và đó là cũng đang làm cho chúng ta có một cái món ăn tinh thần mà cho bao thế hệ người Việt Nam. Điều đó để chứng tỏ là rằng là cái đề tài về biển đảo là một, có cái gì đó, là một cái sự, một đề tài để mà sáng tác nó có cái sự hấp dẫn riêng. Và tôi nghĩ là mỗi trong đó thì tính công dân của mỗi văn nghệ sĩ là cũng phải thể hiện ở chỗ là với tình yêu quê hương đất nước của biển đảo, với cái tinh thần dân tộc của mình. Đoàn Nhung cảm nhận là dường như với chủ đề về biển đảo thì các sáng tác không chỉ là vẻ đẹp của quê hương, là cái niềm tự hào về biển đảo quê hương, mà ở trong đó nó còn có một cái tinh thần của một công dân Việt Nam với chủ quyền biển đảo nữa, có đúng không ạ? Đó là cái cảm nhận cá nhân của Đoàn Nhung thôi. Có lẽ là những tác phẩm văn học nghệ thuật thì về chủ đề biển đảo chúng ta cũng đã biết khá là nhiều rồi ạ. Và trải qua thời gian thì dường như các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đề tài này mỗi ngày một dày thêm và tiếp tục ra đời, làm phong phú cho nền văn học Việt Nam, và cũng như là khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cũng như là tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu đối với biển đảo. Thưa nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, nhà thơ đánh giá như thế nào về các sáng tác văn học về chủ đề biển đảo hiện nay trên địa bàn thành phố ạ? Thì như tôi nói là đối với văn nghệ sĩ của thành phố Đà Nẵng ấy, thì trong thời gian qua phải nói rằng hết sức quan tâm đến cái chủ đề biển đảo, không những là hưởng ứng những cái đợt mà phát động sáng tác về biển đảo của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố, mà các văn nghệ sĩ đặc biệt là tự mình đã có rất nhiều sáng tác về biển đảo. Không chỉ văn học đâu, đối với văn học thì có nhiều bài bút ký phải nói là rất xúc động,
viết về những cái người ngư dân đang bám biển ở để vừa bám biển vừa đánh cá nhưng mà vừa bảo vệ tổ quốc ở vùng hơi xa. Cái rồi đặc biệt là chúng ta có những cái bài bút ký ghi chép về những người mà trước đây trước năm 34 từng đã ở Trường Sa của Việt Nam. Rồi sau đó thì chúng ta bị cưỡng chiếm là trở về lại. Thì các nhà văn đã bám sát những nhân vật này để xây dựng nên những hình ảnh rất là đẹp về những cái ý thức bảo vệ biển đảo của công dân Việt Nam. Đặc biệt thì như chúng ta biết là năm 1988 chúng ta mất cái đảo Gạc Ma. Thì đó là một đề tài và nói rằng tôi thấy rằng rất nhiều nhà thơ, rất nhiều nhà văn viết về cái thương tiếc, cái nguyện vọng làm sao mà chúng ta có thể lấy lại được cái đảo Gạc Ma của mình mà bị năm 1988 chúng ta bị mất đi. Và đặc biệt như tôi nói rằng đối với đề tài biển đảo thì không chỉ văn học mà đặc biệt là các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nghệ sĩ nhiếp ảnh của chúng ta đã có cả hàng ngàn phái ảnh về biển và đã tổ chức nhiều cái triển lãm rất là độc đáo. Các họa sĩ cũng từng đi theo những cái chuyến tàu đi Trường Sa đấy, mà như hoặc họa sĩ Hồ Đình Nông Kha, chủ tịch Hội Mỹ thuật đấy, có rất nhiều ký họa về biển đảo cũng rất là hấp dẫn và đã triển lãm. Riêng về văn học thì như tôi nói là các nhà thơ và nhà văn á, bám sát về cái bên cạnh viết về cái vẻ đẹp của biển thì vẫn tập trung cái chủ đề quan trọng nhất là thể hiện cái khát vọng để mà làm sao cho thống nhất được, chúng ta lấy lại được những cái biển đảo đã mất của thành phố Đà Nẵng và quyết tâm bảo vệ cho chắc chắn cái biển đảo đã có. Đó là điều mà tôi thấy rằng cái tinh thần yêu nước của văn nghệ sĩ Đà Nẵng rất là cao đối với biển đảo của Tổ quốc. Vâng ạ. Có một thắc mắc nhỏ thôi là với cá nhân nhà thơ Nguyễn Nho Kim cũng như là theo những gì mà nhà thơ Nguyễn Nho Kim quan sát thì việc tiếp cận đề tài sáng tác về biển đảo có khó không ạ? Tôi thấy rằng đối với Đà Nẵng thì vấn đề biển đảo nó không xa. Nói như một bài hát của Quy Đình Thậm thì chúng ta đang sống là biển trong lòng thành phố mà. Yeah. Như vậy là đối với chúng ta thì mỗi ngày thức mắc dậy chúng ta đã nghe được tiếng sóng biển. Yeah. Và rất nhiều người mỗi buổi sáng dậy chúng ta đã tắm trong lòng biển mà. Như vậy tôi nghĩ rằng đối với đề tài biển, đối với nhà văn cũng như đối với các văn nghệ sĩ khác rất gần gũi, rất gần gũi. Chúng ta đi đâu cũng nhìn thấy biển. Biển bao quanh thành phố, đó là điều mà tôi cho là đó là cái cảm xúc thường trực, cái tình yêu thường trực đối với biển. Vậy tôi mong muốn là chúng ta hãy gọi thành phố Đà Nẵng là thành phố biển, giống như là thành phố biển Vũng Tàu, thành phố biển Nha Trang, thì Đà Nẵng là thành phố biển là cùng vô cùng đẹp. Và tôi muốn cho du khách nước ngoài khi nghĩ về Việt Nam cũng nghĩ rằng Việt Nam là đất nước của biển, bởi vì Việt Nam quá đẹp. Thì do đó thì đối với những cái điều kiện để sáng tác, thực tế để sáng tác đối với văn nghệ sĩ thì không khó gì, bởi vì biển ở sát bên chân của chúng ta, ngày ngày chúng ta nghe được tiếng sóng biển đó. Vâng ạ. Đoàn Nhung quan sát thì thấy nhà sĩ Nguyễn Duy Khoái có vẻ rất là đồng tình với những gì mà nhà thơ Nguyễn Nho Kim chia sẻ. Cái điều Đoàn Nhung thắc mắc một chút nữa thôi ạ, là cùng với một chủ đề về biển thì làm thế nào để có thể làm mới cái cảm xúc của mình và cái cách tiếp cận và cho ra những tác phẩm sau nó hay hơn, nó mới mẻ hơn so với những tác phẩm trước của chính mình ạ? Và cả làm sao để cho khỏi giống với những nhạc sĩ khác nữa chẳng hạn. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái. Thì là cảm xúc về biển thì mỗi người có một cảm xúc, một cách nhìn nhận, một cách quan điểm khác nhau. Nhưng luôn luôn biển là tổ quốc, là thiêng liêng, chủ quyền biển đảo là trong trái tim mỗi người chúng ta là rất độ thiêng liêng. Về có ví dụ như đảo, những cái vùng đảo chúng ta chưa tới được, chưa đặt chân tới được, chưa lấy lại được. Nhưng biển đảo là luôn luôn ở trong trái tim ta. Luôn luôn những cái hình ảnh tiếng sóng tiếng hải âu, tiếng sóng biển, rồi những con thuyền lên đến bám biển của ngư dân, rồi những người lãnh đạo đó, những hình ảnh đó luôn luôn tại chúng ta là cho chúng ta cảm xúc mạnh liệt để sáng tác. Thì nếu mà chưa có điều kiện để đặt chân đến hải đảo thì chúng ta có thể chúng ta có tình yêu tổ quốc thiêng liêng, biển cả trong lòng chúng ta, thì cho chúng ta cảm xúc mạnh liệt để viết lên bài hát. Và tôi tin rằng để chúng ta có tình cảm,
có cái cảm xúc mãnh liệt thì những bài hát của chúng ta ngày càng hay hơn. Còn ý kiến của nhạc sĩ Lưu Văn Bình thì sao ạ? Theo tôi nghĩ là ngoài khả năng chuyên môn sáng tác về văn học nghệ thuật đó, thì đòi hỏi mỗi nhạc sĩ chúng ta là phải có một cái tình yêu, có một cái cảm xúc thực sự trước quê hương đất nước, trước biển đảo. Nếu mà như không có cái tình yêu này, không có cảm xúc này thì quả là khi mà viết về cái đề tài biển đảo cũng có một cái gì đó nó cũng khó khăn. Dạ. Và Đoàn Nhung có nghe nói rất là nhiều đến những cái chuyến đi, những cái trại sáng tác. Người ta nói rằng các văn nghệ sĩ khi mà đi thực tế phải có những cái trải nghiệm, đến những cái nơi mà mình được đặt chân đến thì mình mới có những cái cảm xúc thật để có thể sáng tác nên các tác phẩm văn học nghệ thuật. Thế nhưng bây giờ không phải muốn là có thể đi được, đúng không ạ? Chẳng hạn như đến Trường Sa, không phải ai muốn cũng đi, rồi nhưng cũng rất là muốn đi nhưng mà không phải đi cũng được. Vậy thì điều này có ảnh hưởng đến cái việc sáng tác của các văn nghệ sĩ không ạ? Câu hỏi này có lẽ xin được hỏi nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm ạ. Tôi thấy đúng là đây là một quả thật là điều mà nan giải nhất hiện nay. Tức là để muốn được đi thăm các đảo Trường Sa chứ thì phải có một cái chương trình. Phải có, mà muốn cử đi thì cũng chỉ cử đi được một vài anh em thôi, trong khi đó văn nghệ sĩ mình thì đông. Nó nói nhưng mà khi đi thực tế, đi đến tận nơi, bước chân lên từng cái đảo một thì cảm xúc nó mới khác. Chứ còn chúng ta đứng ở bờ và nghĩ về đảo thì đó là điều mà cảm xúc nó chưa chắc là nó thật. Thì như tôi đồng ý là nếu có điều kiện á thì chúng ta có thể là đề nghị, có thể là hải quân giáng hạn hoặc là bộ đội hải quân chúng ta tạo điều kiện để cho có một chuyến mà chuyên cho văn nghệ sĩ thành phố thôi. Có thể là các nhạc sĩ này, các họa sĩ này, nghệ sĩ nhiếp ảnh này, các nhà văn, chúng ta có một chuyến đi gọi là đi du lịch, đi thực tế sáng tác tại các đảo Trường Sa. Nếu có được như vậy tôi cho là nó thuận lợi. Vâng ạ. Một điều nữa thì nhưng mà theo tôi, một trong những cái hạn chế sáng tác ở biển đảo á, thì thành thật mà nhìn lại á, chúng ta có nhiều tác phẩm sáng tác về biển đảo nhưng bài mà hay á, là vẫn ít. Bài mà đi vào trái tim của từng người á, thì chỉ đếm đầu ngón tay. Điều này tôi nghĩ rằng cũng có thể là do cảm xúc chưa chín của văn nghệ sĩ. Cũng có thể là như nói nãy là ta chưa được có điều kiện để mà đi tiếp xúc nhiều đối với biển đảo, nó cũng là một phần làm cho cảm xúc mình nó hạn chế. Và mà khi mà viết một tác phẩm biển đảo á, chúng ta cứ khoan nghĩ đến cái gì to tát lớn lao về bảo vệ tổ quốc, mà chúng ta nên yêu từng cái ngọn cỏ, yêu từng ngọn sóng. Và chúng ta cứ nhớ những đêm hằn hò tại bãi biển thì chính là nên yêu cái bãi biển đó, thì đúng là anh còn quý cái biển của mình và ý thức bảo vệ biển càng cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng mỗi văn nghệ sĩ phải yêu cái biển của mình mà viết, như thế là chúng ta sẽ vượt qua mọi cái trở ngại khó khăn. Vâng. Nhạc sĩ Nguyễn Như Khoái nghĩ sao về đánh giá này ạ? Tôi nghĩ là giống như anh Khiêm đã nói rồi, thì biển là bên cạnh chúng ta, còn đảo thì nếu nó cần cảm xúc thì rất gần, là chúng ta có thể đi Trường Sa thì chúng ta chắc chắn là có cảm xúc mạnh liệt để viết. Là đi mà đó thì tôi luôn tâm niệm và là hai lần tôi đã có đến Hoàng An, đến đảo Lý Sơn của Quảng Hải. Vâng, đó cũng là một trong những cái cách mà để chúng ta có thể khắc phục được cái khó khăn khi mà chúng ta không được đi thực tế đến với Trường Sa, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã từng chứng kiến có khá là nhiều những tác phẩm văn học nghệ thuật và cả những sáng tác ca nhạc nữa, nó xuất phát từ những câu chuyện kể, cảm xúc của những người ở nhà, là gia đình, là hậu phương của các chiến sĩ, đúng không ạ? Thì có thể là có rất là nhiều cách để chúng ta tiếp cận đề tài bằng những nguồn cảm hứng khác nhau, và hy vọng rằng vượt qua được những cái khó khăn đó, kể cả là chúng ta không có cơ hội để đi thực tế, thì hy vọng rằng với
cái sự nhạy cảm bằng năng lực của người nghệ sĩ, thì các nhạc sĩ, các văn nghệ sĩ của chúng ta sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật hơn để công chúng, để cho các thế hệ mai sau có thêm được nhiều những cái tư liệu quý giá để cảm thấy yêu quê hương đất nước của mình hơn ạ. Và để tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị khách mời cùng với các khán giả chúng ta cùng đến với tác phẩm Tình yêu Tổ quốc dạt dào Biển Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái qua tiếng hát của ca sĩ Anh Tuấn. Trong con là dòng kênh, là cánh đồng, là hàng tre, là giếng nước bờ ao. Khi con lớn lên người, tình yêu bao la đất trời, như núi cao sông dài, như biển rộng bao la. Và làm thơ cho con biết giữ gìn mảnh đất này bao gấm hoa, cho con tình yêu Tổ quốc dạt dào như sóng biển Đông, cho con tình yêu Tổ quốc dạt dào như sóng biển Đông. Vì ca khúc Tình yêu Tổ quốc dạt dào Biển Đông mà chúng ta vừa thưởng thức là một trong những ca khúc đã giành được giải nhì tại cuộc thi sáng tác Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên tổ chức vào năm 2016. Thưa nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, cảm xúc của nhạc sĩ khi viết ca khúc này như thế nào? Nhận được cuộc thông báo của Báo Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên thì ngay trong đêm tôi đã có ý định và từ cái cảm xúc ban đầu tôi đã viết lên ca khúc, và sau này tham dự cuộc thi và nó bên cạnh được là nhận giải thưởng. Và đó là một bài hát mà tôi biết rằng mình sẽ có nhiều kỷ niệm. Với nhạc sĩ Lưu Văn Bình thì khi nhắc về những cái sáng tác về biển đảo của nhạc sĩ thì phải nhắc đến ca khúc Thề Giữ Yên Biển Đảo Quê Hương, lời của Nguyễn Chính. Và nhạc sĩ sáng tác ca khúc này trong bối cảnh nào ạ? Tôi còn nhớ là đầu tháng 5 năm 2014, khi mà cái giàn khoan 9 tháng 1 của Trung Quốc ngang nhiên nó vào xâm phạm cái vùng biển và vùng lãnh hải của Việt Nam, thì lúc bây giờ tình hình cả nước như là dầu sôi lửa bỏng, cả nước sôi sục, thì căm giận tôi đã viết ra những cái lời cao hát đầu tiên. Và sau khi mà trao đổi với anh Chính thì hai anh em đã phối hợp rất ăn ý, rất đồng cảm, và ca khúc được ra đời ngay sau đó. Thì rất duyên là một cái là lúc bây giờ thì thầy trò, các thầy, các cô và sinh viên trường đại học sư phạm đã dựng, sinh viên trường đại học sư phạm mà là cái khoa báo chí á, người ta là nhanh chóng người ta dựng cái ca khúc này thành một cái MV và phát hành ngay trong cái ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác, 19 tháng 5 năm 2014. Và như vậy tức là cái ca khúc nó lan tỏa ra cả nước rất là nhanh. Tôi còn nhớ là lúc bây giờ thì các cái đài truyền hình VTV, các đài truyền hình của nhiều tỉnh thành đã cùng lúc coi như là đưa tin phát lại cái MV này. Và điều đặc biệt nữa là đến tháng 6 năm 2014 đấy, tức là sau một tháng, hơn tháng đấy, thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã nhanh chóng ra được mắt được cái tập ca khúc Dậy Sóng Biển Đông với 100 ca khúc.
thì ca khúc Thề Duyên Biển Đảo Quê Hương của hai anh em cũng có mặt ở trong đó. Vâng ạ. Xin được chúc mừng một lần nữa với nhạc sĩ Lưu Văn Bình. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng một lần nữa theo dõi lại trích đoạn của MV Thề Giữ Yên Biển Đảo Quê Hương. Quý vị, sáng tác về chủ đề biển đảo không đơn thuần chỉ là niềm đam mê với nghệ thuật, mà ở đó còn có trách nhiệm của một nghệ sĩ, một công dân đối với đất nước. Cùng với nỗ lực của các cá nhân nghệ sĩ trong những năm qua, thì Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã làm gì để khuyến khích các hội viên sáng tác nhiều hơn về chủ đề biển đảo, thưa nhà thơ Nguyễn Nhân Khiêm? Thì đối với Liên hiệp văn học nghệ thuật thì hết sức quan tâm đến cái chủ đề biển đảo. Không những là căng, viết về biển cũng là viết về cái vẻ đẹp của thành phố, mà cao hơn hết tức là chúng ta ý thức về bảo vệ cái biển đảo của Tổ quốc. Thì Liên hiệp văn học nghệ thuật ấy, thì ngay sau khi mà chúng ta nhớ lại những năm mà tàu chiến thứ 1 của Trung Quốc mà khi mà cắm tại Biển Đông á, thì hưởng ứng cái đợt sáng tác do Trung ương phát động, thì Liên hiệp văn học nghệ thuật cũng phát động một cái đợt là văn nghệ sĩ sáng tác về chủ đề biển đảo của quê hương. Và lúc đó tôi nhớ là anh em rất là hăng hái, đặc biệt là các anh em nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, rồi các nhà văn, nhà thơ. Lúc đó mỗi người đều có một cái tâm tư thể hiện cái lòng yêu nước của mình, yêu nước khắc bảo đấy. Và lúc đó thì phải nói rằng hàng loạt những cái tác phẩm ra đời và dần dựng. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cuộc triển lãm ảnh về chủ đề biển, triển lãm tranh về chủ đề biển. Rồi trong cái chương trình, những chương trình biểu diễn ấy, biểu diễn cho cộng đồng, cho quần chúng ấy, thì các nhạc sĩ cũng đã lấy những cái bài về chủ đề biển đảo dần dựng và biểu diễn cho nhân dân xem. Đặc biệt ấy, thì cao điểm của những cái hoạt động mà đem những cái chủ đề biển đảo trong nghệ thuật đến với nhân dân, thì chúng tôi chọn cái liên tục trong năm số năm liền vào cái dịp mà rằm tháng giêng nguyên tiêu đấy, thì chúng tôi luôn luôn chọn cái chủ đề biển. Tôi nhớ là những năm một kiện những năm 2016 2016 ở nhà hát Trung Vương, chúng ta chọn luôn là cái chủ đề là những con mắt biển để mà tổ chức một chương trình biểu diễn rất là lúc đó có cả hơn 1.000 khán giả đến nhà Trương Vương để mà xem. Vâng, lúc đó Đoàn Nhung có tham gia trong chương trình này, và Đoàn Nhung cũng đã thực sự là được trải nghiệm và cảm nhận rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, không chỉ với các văn nghệ sĩ mà cả với tư cách là một khán giả theo dõi chương trình. Thực sự rất là nhiều cảm xúc trong cái chương trình đó ạ. Sau đó thì những năm tiếp theo á, thì chúng tôi sẽ đem những vẫn lấy chủ đề là biển Đông và ý thức về bảo vệ biển đảo, thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại các quận huyện, phối hợp với lại một số đơn vị khác, và chúng tôi tổ chức chương trình ngày thơ nguyên tiêu tại các địa phương. Chúng tôi đã tổ chức rất thành công tại quận Ngũ Hành Sơn, rồi tại quận Thanh Khê,
tại quận Sơn Trà, tại Liên Chiểu, đặc biệt tại công viên Biển Đông như anh Khói nói. Công viên Biển Đông là một cái nơi mà tập trung nhiều du khách và người xem đấy thường xuyên. Những đêm diễn đó là rất là thành công. Nó rằng 5-6 năm liên tục Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật đã chọn chủ đề đó để mà tổ chức. Rất tiếc là năm vừa rồi đấy, tức là nguyên tiêu Canh Tí 2020 vừa rồi đấy, thì chúng tôi phối hợp với Hội Âm nhạc thành phố chọn một cái chương trình nguyên tiêu với một cái tiêu đề rất nóng là Nhớ Hoàng Sa. Yeah. Nhớ Hoàng Sa, tất cả chúng ta đều nhớ. Và chúng tôi biến cái nhớ đó thành tác phẩm nghệ thuật và sẽ tổ chức một đêm thơ nguyên tiêu tại công viên Biển Đông. Chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng rất tiếc là lúc bây giờ là cái dịch bệnh nó rất là dữ dội. Hôm nay tôi đành phải dừng lại. Thì có lẽ cái chủ đề Nhớ Hoàng Sa chúng tôi sẽ chuyển vào cuối năm hoặc có thể hạn nguyên tiêu của năm tiếp theo. Vâng ạ. Và được biết Hội Nhà văn thành phố cũng đã vừa ra mắt một tuyển tập thơ văn viết về chủ đề biển đảo của các hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, và đó là cuốn Những con mắt biển. Và trong đó có một số các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nữa. Nhà thơ có thể chia sẻ rõ hơn về tuyển tập này không ạ? Tuyển tập Những con mắt biển đấy, thì như tôi nói, tức là đây là một trong những tuyển tập gồm rất là nhiều thể loại. Trong đó có những cái bài ghi chép thực tế tại của ngư dân Biển Đông, của những chiến sĩ bảo vệ ở biển đảo đấy. Rồi có những cái bài thơ, truyện ngắn, bút ký về tranh và về âm nhạc. Chúng tôi tập trung lại một tấm quyển sách rất là hoành tráng. Đây cũng là kết quả của những cái đợt vận động sáng tác của Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố. Thì quyển sách này thì ngay khi ra đời đó đã được phải nói rằng bạn đọc ở trong thành phố và ngoài thành phố đón nhận, bởi vì lúc này không khí hướng về Biển Đông rất là mạnh mẽ. Phải nói rằng quyển sách này nó cũng một phần đó là tiếng nói của văn nghệ sĩ đối với cái ý thức bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi đặt cái tiêu đề là Những con mắt biển, thì chúng tôi hình dung là 90 triệu đôi mắt của nhân dân Việt Nam luôn luôn hướng về Biển Đông. Bất cứ lúc nào cũng phải hướng về với ý thức là biển của chúng ta phải bảo vệ. Và có phải hôm nay nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm cũng có mang tuyển tập này đến với trường quay đúng không? Vâng, chúng tôi cũng có đem tập Những con mắt biển của Hội Nhà văn thành phố. Đây là thơ văn viết về biển đảo. Vâng. Thì một cái tuyển tập rất là đẹp và rất là ý nghĩa như thế này, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được biết đến và được tiếp cận và được đọc để cảm nhận những cái tác phẩm trong tuyển tập này. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Bên cạnh cái việc sáng tác thì làm thế nào để đưa những tác phẩm này đến với công chúng ạ? Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Đối với Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật thì nay là có nhiều chuyên ngành nghệ thuật khác nhau. Cái việc là để sáng tạo ra những tác phẩm đã là khó rồi, nhưng vấn đề quan trọng nhất là đem tác phẩm đó đến cho người thưởng thức, đến cho quần chúng như thế nào, đó là công việc phải là được quan tâm hàng đầu. Ví dụ như nhạc sĩ chẳng hạn, viết ra bản nhạc ấy, thì đã vô cùng khó, nhưng làm sao để dàn dựng, mời ca sĩ nào hát rồi phải vô đĩa, rồi phải đem đến cho quần chúng như thế nào, đó là công đoạn dài. Cho nó ý thức được việc đó. Cho nên trong những năm qua, với những cái điều kiện của Liên Hiệp và được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố đấy, chúng tôi có những cái quỹ sáng tạo đấy, thì chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho văn nghệ sĩ thành phố công bố được, quảng bá được tác phẩm của mình đến rộng rãi quần chúng trên mọi phương tiện. Thứ nhất về nghệ thuật múa, thì đối với Hội Nghệ sĩ múa cũng có một vài những cái tiết mục múa về Biển Đông. Và đối với múa chúng ta biết là dàn dựng rất là công phu. Tuy nhiên thì với cái nguồn xã hội hóa và một phần tài trợ của thành phố, của Liên Hiệp, thì cũng có những tiết mục mà nhất định để mình được công bố. Rồi đối với Hội Âm nhạc thành phố thì chúng tôi sẽ luôn luôn quan tâm, cũng ra được một vài cái đĩa. Nè, đĩa CD có, rồi VCD có, để mà chúng ta quảng bá
chúng tôi tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tận dụng cái chương trình của đài Đà Nẵng TV, chúng tôi quảng bá cho quần chúng. Các nhạc sĩ thì tận dụng cái những cái kênh mạng xã hội Facebook, rồi trên kênh YouTube, cũng đó là một cách để mà ông ta đem được cái sản phẩm của mình đến cho người nghe. Đối với văn học nghệ thuật thì tất cả các xuất bản tác phẩm của hội viên, của các nhà văn thì chúng tôi cũng hết sức tạo điều kiện để cho xuất bản và được giới thiệu cái tác phẩm đó đến cho bạn đọc. Vân vân, còn các hội khác, đặc biệt là hội nhiếp ảnh và hội mỹ thuật, thì phải nói rằng chúng tôi tổ chức thường xuyên các triển lãm. Mà trong triển lãm tổng hợp đó thì có rất nhiều cái tác phẩm về chủ đề biển làm tôi lầm trong cái triển lãm hàng năm. Thì phải nói rằng với sự cố gắng nhất định thì Liên hiệp Văn học nghệ thuật cũng đã mong muốn là đem tác phẩm của văn nghệ sĩ thành phố được loan tỏa rộng ra trong thành phố, trong toàn quốc. Tuy nhiên tôi thấy rằng vẫn cố gắng như thế nhưng mà cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Mong rằng trong thời gian đến thì từng văn nghệ sĩ, các hội chuyên ngành và liên hiệp hội sẽ cố gắng hơn nữa để mà loan tỏa hơn nữa các tác phẩm về biển đảo của văn nghệ sĩ Đà Nẵng. Vâng ạ. Chúng tôi thì cũng luôn luôn chờ đợi, không chỉ là chờ đợi những tác phẩm mới của các văn nghệ sĩ Đà Nẵng ra đời mà cũng góp phần một chút thôi. Hy vọng là các tác phẩm đó sẽ sớm đến được với công chúng, cũng như là sẽ có những cái tác động và những cái hiệu ứng, đặc biệt là với những ca khúc, mà với những tác phẩm mà chúng ta sáng tác về biển đảo quê hương. Còn với nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, nhạc sĩ có dự định gì cho những sáng tác về biển đảo quê hương trong thời gian sắp tới không ạ? Thì dự định thì thật ra là chưa dự định, nhưng mà nếu có cảm xúc và có những cái điều kiện thì chúng tôi sẽ có nhiều cái bài hát và biển đảo, đó là lời hứa từ thân của tôi. Thế còn nhạc sĩ Lưu Văn Bình thì sao ạ? Anh có dự định gì chưa ạ? Tôi thì các cái tác phẩm về biển đảo thì không nhiều, ngoài cái ca khúc Thề Duy Biển Đảo Quê Hương ấy, thì trước đó tôi với anh Nguyễn Chính cũng có một cảm xúc từ một buổi chiều trên biển rất đẹp, rất lãng mạn. Trước những cái hạnh phúc của những đôi trai gái đi dọc bờ biển, rồi cái sự vui chơi trên bờ biển, tự dưng hai anh em ngồi mới tưởng nhớ lại những cái chiến sĩ đã hy sinh để có được cái ngày hôm nay. Thì trong hai anh em là viết một cái ca khúc đó có tựa đề là Chiều Biển Xanh, mà ca ngợi các lớp lớp các cái thế hệ chiến binh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ. Rồi gần đây thì tháng 4 năm 2016 á, sau khi đọc cái bài thơ của cái nhà thơ Lại Giang ở thành phố Hồ Chí Minh viết về cái sự ô nhiễm thải chất thải ra ngoài biển ở Hà Tĩnh đấy, tháng 6 năm 2014, thì tôi có phổ thơ cái bài hát đó. Thì cái bài thơ đang có cái nội dung là cái nỗi đau về cái biển khi mà bị ô nhiễm môi trường nặng nề, đó là cái bài hát Tâm Tình Của Biển. Thế còn cái dự án mà để viết thì nói chung là đối với cái đề tài biển đảo, như tôi nói như các nhạc sĩ Nguyễn Duy Khối rồi anh Nguyễn Gia Khiêm đã nói, thì nó luôn luôn là một cái trăn trở trong mỗi cái tâm hồn của mỗi nhạc sĩ chúng ta. Cho nên là tôi, bản thân tôi cũng luôn luôn đau đáu là sẽ có một ngày nào đó cũng mong sẽ có thêm những cái tác phẩm về biển đảo. Vâng ạ, thành phố Đà Nẵng của chúng ta có một bờ biển rất là dài và rất là đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là trong đó chúng ta có cả một huyện đảo là huyện đảo Hoàng Sa. Và trong thời gian tới thì Hội Nhà văn Đà Nẵng cũng như là Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố sẽ làm gì để có thể tiếp tục khuyến khích các hội viên sáng tác và quảng bá các tác phẩm về chủ đề này, qua đó chúng ta góp phần góp thêm tiếng nói bảo vệ biển đảo quê hương, thưa nhà thơ Nguyễn Nhà Kim? Cái khao khát để mà sáng tác về biển đảo thì nó vô tận. Tôi cho là cái viết về biển đảo là vô tận, cho nên trong thời gian đến ấy, thì Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật và dưới Liên hiệp là có 9 hội chuyên ngành, đặc biệt là các chuyên ngành sáng tác như âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, rồi văn học, rồi nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật múa,
với chúng tôi có một binh chủng đông đảo như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung để mà có những sáng tác nó vừa nó phải đảm bảo cái nghệ thuật cho hay, để góp phần tuyên truyền cái tình yêu biển đảo trong nhân dân, cũng như là khơi dậy tinh thần yêu nước của từng người. Đặc biệt thì chúng tôi chú ý hơn cái việc quảng bá tác phẩm. Ví dụ một tập thơ, một tập sách in ra rồi, nhưng mà chúng tôi cũng tạo điều kiện để cho tổ chức giới thiệu, trao đổi, để cho cái sự lan tỏa nó rộng hơn. Nói chung là với tinh thần tình yêu đối với biển quê hương, thì Liên hiệp Văn học Nghệ thuật xác định biển là một cái đề tài lớn và vô tận, và mong muốn rằng các văn nghệ sĩ của thành phố khai thác một cách gọi là tận cùng, để chúng ta có những tác phẩm nó hấp dẫn đến với lại bạn đọc. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, cũng như là nhạc sĩ Lưu Văn Bình về chủ đề mà ngày hôm nay các nhạc sĩ và Đoàn Nhâm tin rằng các khán giả của chúng ta cũng rất là quan tâm, đó là về chủ đề biển đảo quê hương, và mong rằng các văn nghệ sĩ của thành phố Đà Nẵng nói riêng, cũng như là các văn nghệ sĩ của cả nước nói chung, sẽ ngày càng có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa để chúng ta góp phần vào khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương của đất nước. Một lần nữa xin được cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.